chung là có hài lòng với bọn Thành không anh? Có hài lòng. Ok. Vâng. Đấy, chúc anh và gia đình có những phút giây giải trí bên bộ dàn mới. Bộ dàn này thì phải nói là quá đẳng cấp các bác nhé. Không phải là bác nào cũng có điều kiện để chơi được những cặp loa như này. Nó là hàng top rồi. Koda Hop 8 Super CF kèm theo là thiết bị tủ máy. Hello tất cả các bác nhá. Hiện tại thì em đang có mặt tại Vin Ocean Park, tại nhà chú An ở đây. Nhà rất là đẹp. Đi lắp mà có lẽ là ở Việt Nam thì rất ít bác chơi được những cái dòng loa như thế này. Đấy. Đây là con Koda Hop 8 mà hôm trước em đã lên sóng đấy các bác, hàng nguyên thùng các bác nhé. 41 triệu một chiếc loa này. Hàng gọi là top của Đức luôn. Đập hộp luôn luôn gì đấy. Đấy là bán rồi, bóc có tự tin đấy nhỉ. Ngày xưa là phải nâng niu các bạn, sợ là nó bị rách rách thùng, như bây giờ thì thôi, gọi là mạnh tay tí cũng không sao. Đây, kết hợp với RCF, cả sút cả main. Và cái tủ của chú thì nó chỉ cao 8,8cm thôi, là phải tìm một con main nó chiều sâu, nó khoảng tầm hơn 30 phân thôi. Và chiều cao thì nó cũng khoảng tầm 8,8 thôi, thì nó mới nhét vừa cái kệ này. Trước thì chú có dùng con Crown XLS 15 này, và một con nâng tiếng. Cái độ đây, một cặp JBL và nâng tiếng TD cùng với mic bise các bác nhé. Giờ sẽ nâng cấp lên cái set này. Vang thì chú cũng mua của em 2 năm rồi. Đây là con S750 này, dùng 2 năm rồi các bác nhé. Qua gỗ, qua thùng thôi. Thì đi xuống được cái súp để đây được. Thì tạm thời bây giờ súp là để đấu dây để thử là chính. Thấy chưa? Quan trọng là loa lên hai cái loa trên này. Koda Hop 8 đây này, date là từ 26 tháng 4 năm 2024. Có lẽ là ở Việt Nam thì nếu mà lắp gia đình, đây là loa đầu tiên em lắp. Bởi vì cái loa này thì không phải ai cũng chơi được, mức giá nó rất là cao các bác nhé. Nó quá đẹp luôn. Và những cái loa này mà lắp những phòng kiểu như vậy thì nhìn nó rất là sang. Đấy, để lên kệ nhìn đẹp luôn đúng không? Luôn là cái này có 2 giây thôi đúng không? Vâng. 2 giây luôn qua. Koda và RCF kết hợp. Đây chính là bộ Haloa G8. Dòng mic tiếng rất là hay các bác nhá. Phân khúc cao cấp. Dòng này hát karaoke thì tuyệt cả vời luôn. Hiện tại đây em đang ghép với con Koda Hop 8 này. Ok lắp vào đi. Đẩy dùng RCF vang S750 và súp RCF súp điện. Nhìn chưa? Nhìn thấy không? Có chưa? Ok, vẫn hơi bừa thì sẽ nhét vào cho gọn ở bên trong các bác nhé. Mời các bác lắng nghe chất âm của Koda Hop 8. Đây là một dòng loa đồng trục. Hey, bye.
8 và súp RCF. Đấy, cái này hàng xóm kéo nghe thấy chưa? Thử xem cái này. Mình để cái đẩy vào loa nhiều đúng không? Không, loa cắt bớt đi rồi đấy. Mạnh chưa chú? Tập đấy thôi. Nghe chưa? Sau khi mà đã trải nghiệm xong bộ âm thanh này thì anh đánh giá sao về chất lượng của bộ dàn này anh? Tuyệt vời, tuyệt vời. À, nghe nhạc như nào anh? Âm thanh mình thấy cái giọng của ca sĩ các thứ nghe rất là rõ. Cái tần về cái tần số nghe rõ mà giọng nghe như hát lít. Thế còn mic thì sao anh? Mic ổn, bắt tốt. Đây là sử dụng con Hanowa G8 các anh nhá. Nói chung là có hài lòng với bộ âm thanh này không anh? Ok. Vâng. Đấy, chúc anh và gia đình có những phút giây giải trí bên bộ dàn mới. Bộ dàn này thì phải nói là quá đẳng cấp các bác nhé. Không phải là bác nào cũng có điều kiện để chơi được những cặp loa như này. Nó là hàng top rồi. Koda Hop 8 Super CF kèm theo là thiết bị tủ máy. Tuyệt vời.